Hello, chào các bạn đã quay lại kênh channel của Sài Gòn nha. Thì hôm nay ở Sài Gòn đi qua một cái con đường thuộc vành đai ba, cũng dạng là cao tốc quá. Xem cao tốc thấy nó cũng gần như hoàn thiện rồi, thì nằm ở khu vực Hưng Long. Em thấy con đường này đổ đường đá rất là ngon, mời quý vị cùng tham khảo với mình nha. Để coi con đường này hoàn thiện tới đâu nha các bạn. Ở đây mình thấy con đường này đổ đá, đổ đất cao luôn các bạn. Đường này lúc trước nó đứt đá đổ ngổn ngang không, mà bây giờ làm mà nó cũng cán bằng rồi đó. Bây giờ lên đường nhựa, lên ở trên đường cao tốc coi thì thế nào nha. Sẵn đây chia sẻ với bạn quý vị và cùng theo dõi luôn. Chiều chiều các em nhỏ hay ra đây chơi đùa tung tăng, không biết trong video các bạn thấy không, đằng kia có cái cầu cầu vượt các bạn. Bây giờ lên đường cao tốc cho quý vị xem nha. Đổ đất cao nhựa luôn, không biết đi về đâu luôn. Đây thả diều, diều đây thả diều chứ. Ủa chị, đường này đường về đâu ta? Bên lớp hả? Mốt này đường cao tốc không? À, có bằng. Thấy đường đổ đổ cao ra, giải phóng mặt đường. Đây họ chuẩn bị cán đường đồ nhựa rất là nhiều. Các xe chuẩn bị cán xe lưu, xe làm đường nhựa rất là nhiều. Con đường này chạy thẳng về con đường Bến Lức luôn, chắc ở đây họ giải phóng đường rất là to, bạn thấy không? Cho nên là còn làm con đường này, cho nên là cái khu những khu vực mà Vành Đai Ba họ sẽ đất dự án bất động sản ở đây sẽ rất là cao, càng ngày càng tăng lên. Và tận dụng thời điểm này người dân họ ra đây để căng thả diều. Đây chờ phát cái thả diều quá. Vậy thì có đường về được không? Đây sẵn chia sẻ với quý vị luôn, con đường cao tốc còn là Vành Đai Ba từ Long An kết nối với khu vực Long Thành Dầu Dây như thế nào ha. Ở đây không biết khu này đường này đường gì không ta, đi đâu đường này nè, đường này làm cao tốc không ta? Cao tốc hình như là Long Thành về không ta? Lức bên thức Long Thành luôn, Dầu Dây không ta? Gì đâu
không thì hỏi thăm ấy, mở đường đi giữ ở đâu mà không biết. Thì đi ngang đây nè, ngã ba tên kia đó. Biết rồi, đường đó đi về Hưng Long đó, dưới đó thấy đường mà mở lẹ vậy hả? Cái cầu dưới á, nghe nói qua qua nhà bè luôn á. Đề hướng về Dầu Dây luôn các bạn. Rồi, con đường này đang lộn chộm. Mình đi xuống nhớ vậy quý vị đó. À, xuống qua đường này, qua đây có đường ra luôn các bạn. Đâu vậy? Đường hỗn gan, đường còn hỗn gan quý vị ơi. Cho nên là dự án bất động sản của khu vực này chắc là có thể là tăng cao chút xíu. Đâu dự án bất động sản có thể hiện tại đang bị tạm dừng thì chính sách ngân hàng sẽ hạn chế cho vay để mua bất động sản, nên các bạn quý vị nếu có đầu tư ở vùng ven thì phải chú ý đến vấn đề này nha, và hạn chế người ta nói người dân thì nó hạn chế đất trồng cây lâu năm thì chế hoặc là tạm dừng nơi được hiệu đất phải lên tới trung ương luôn. Đây là con đường đi ra tới Hưng Long các bạn. Hương lộ 12, Hương lộ 11, Hương lộ 12.
nếu thấy video này hữu ích các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo.